quý thính giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Cách thức năng lực ngoại cảm có thể khơi dậy trong tiềm thức bạn những nguồn năng lượng mới. Bạn có thể nhận được những ý tưởng và nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời khi bạn có được kiến thức về các khía cạnh ý thức và tiềm thức trong tâm trí của chính bạn. Tâm trí tỉnh táo đôi khi được gọi là tâm trí khách quan, là đầu óc suy luận, phân tích. Khi bạn đi ngủ, tâm trí ý thức của bạn được kết hợp một cách sáng tạo với tiềm thức của bạn. Tâm trí phụ trách hoàn toàn tất cả các quá trình quan trọng của cơ thể khi bạn đang ngủ say. Tiềm thức của bạn là một với tâm trí chủ quan phổ quát, cùng tồn tại với mọi trí tuệ và sức mạnh. Bạn có thể học cách khai thác tâm trí phổ quát này và xuất phát những ý tưởng, cảm hứng sáng tạo dọc theo mọi phương diện. Cách khai thác nguồn năng lực ngoại cảm trong tâm trí tiềm thức. Tiềm thức của bạn tiếp xúc 24 giờ một ngày với tiềm thức chung phổ quát, và mỗi liên hệ này không bao giờ bị phá vỡ. Luôn có một luồng ý tưởng sáng tạo tuôn trào từ tâm trí tiềm thức đến tâm trí khách quan của bạn. Tôi đang viết chương này trong khách sạn Castaway ở Las Vegas, một khu nghỉ mát đầy mê hoặc của người Polynesia. Ở đây tôi đã trò chuyện rất lâu với một người bạn cũ, tiến sĩ David Howard, mục sư khoa học tôn giáo ở Las Vegas. Kỹ năng của ông là làm cho tâm trí khách quan của mình yên lặng bằng cách lặng lẽ lặp lại một bài thi thiên. Sau đó, trong trạng thái thụ động tâm linh, tiếp thu của tâm trí, ông ta yêu cầu những ý tưởng sáng tạo để tiết lộ cho ông bước tiếp theo trong sự tiến bộ tâm linh của mình. Những ý tưởng kỳ diệu và tuyệt vời đã nảy ra trong tâm trí tỉnh táo của ông, giúp ông có thể phục vụ theo một cách tuyệt vời hơn nhiều. Các dãy nhà và các tiện nghi lớn hơn đã được thêm vào tòa nhà thờ trị giá nửa triệu đô la mà hiện nay ông đang xây dựng và điều hành. Gần đây, ông ấy đã hỏi tâm trí tiềm thức của mình để được hướng dẫn trong việc lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ lý tưởng. Ngay sau đó, một cặp vợ chồng bước vào văn phòng của ông ta để đưa cho ông vé cho chuyến đi hạng nhất kéo dài vài tuần trên một chiếc máy bay hạng sang. Đây là một trong nhiều món quà mà ông và các cộng sự của mình đã nhận được thông qua việc khai thác trí tuệ trong tiềm thức của họ. Năng lực ngoại cảm và tôi sẽ chơi gì vào ngày mai? Tôi đã nói chuyện với nhiều vị khách ở khách sạn Castaway trong vài ngày qua, nhưng đáng chú ý nhất cho đến nay là cuộc trò chuyện với một người đàn ông đến từ Dublin, Georgia, người mà chúng ta sẽ gọi là Max. Chúng ta đang nói về sức mạnh của tiềm thức. Anh ấy nói với tôi rằng, mỗi năm một lần anh ấy đến Las Vegas trong vài tuần để chơi thứ mà anh ấy gọi là những con số trên bánh xe roulette. Kỹ năng của anh ta là nằm ngửa, nhắm mắt và đi vào trạng thái buồn ngủ, uể oải. Trong trạng thái buồn ngủ yên tĩnh này, anh ấy nói với tiềm thức của mình như sau: tiết lộ cho tôi những con số để chơi vào ngày mai. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã thành công đáng kinh ngạc. Cũng nói thêm rằng anh ấy không thảo luận về kỹ năng của mình với ai, mà chỉ lặng lẽ viết ra các con số đến với anh ấy trong giấc ngủ của mình, giữ một tập giấy và bút chì dưới gối khi đi ngủ. Đã ra mệnh lệnh cho tiềm thức của anh ta tiết lộ cho anh ta về câu trả lời. Nó đánh thức anh ta vào đúng thời điểm để anh ta không quên các con số. Vào tuần trước, anh ấy đã kiếm được 50.000 đô la tại một trong những sòng bạc lớn nhất ở đây và bây giờ dự định đưa vợ con đi tham quan thế giới. Cô ấy hỏi, tôi có nên chấp nhận vị trí đó không? Tôi đã dành ra một ngày trong tuần này khi ở Nevada để gặp những người đã yêu cầu phỏng vấn khi tôi ở trong thành phố. Một giáo viên trẻ đã đến thăm tôi ngày hôm qua và tự hỏi liệu cô ấy có nên chấp nhận một vị trí được đề nghị cho cô ấy trong một trường đại học dành cho phụ nữ ở miền Đông hay không. Tôi đề nghị rằng trước khi ngủ, cô ấy hoàn toàn tự tin hỏi tâm trí tiềm thức của mình như sau: hãy tiết lộ cho tôi câu trả lời về vị trí được đề nghị ở bờ Đông. Tôi cảm ơn vì câu trả lời. Câu trả lời đến với cô nhanh chóng khi thức dậy vào sáng hôm sau. Một giọng nói bên trong cất lên: không. Cô ấy nói, bây giờ tôi có cảm giác bình yên vô cùng, tôi sẽ ở lại nơi tôi đang ở. Câu trả lời đến từ sự khôn ngoan trong tiềm thức của cô, cái mà biết tất cả và nhìn thấy tất cả.
Khi câu trả lời đúng đắn đến, bạn luôn bình an. Năng lực ngoại cảm với câu hỏi và câu trả lời. Tiềm thức của bạn sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nhưng bạn phải hỏi mà không sợ hãi hoặc nghi ngờ bất kỳ điều gì, với sự đảm bảo rằng câu trả lời sẽ đến theo trật tự thiêng liêng, thông qua tình yêu thiêng liêng. Bạn cũng có thể nhận được câu trả lời trong khi thức dậy của mình. Có lẽ bạn là một doanh nhân đang tìm kiếm một giải pháp hoặc câu trả lời trong một tình huống khó hiểu. Có lẽ bạn là một bà nội trợ đang tìm kiếm tiền để trả nợ thế chấp, hoặc có thể bạn là một kỹ sư đang tìm cách giải quyết một vấn đề cấp bách nhất. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn biết câu trả lời. Một kỹ năng thường ngày. Nhiều doanh nhân cũng như các nhà khoa học và chuyên nghiệp làm theo quy trình này. Đi đến một căn phòng yên tĩnh, tĩnh lặng, thư giãn và nghĩ về trí tuệ vô hạn và quyền năng vô biên bên trong bạn, kiểm soát tất cả các lực lượng quan trọng và quản lý toàn bộ vũ trụ với độ chính xác toán học và không ngừng. Nhắm mắt lại và tập trung toàn bộ sự chú ý vào câu trả lời hoặc giải pháp, biết rằng trí tuệ vô hạn bên trong bạn có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Không nghĩ gì khác ngoài câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Tiếp tục trong trạng thái tâm trí thụ động, thoải mái, yên tĩnh này trong vài phút. Nếu bạn thấy tâm trí mình đang vẩn vơ, lang thang, hãy đưa nó trở lại với việc suy ngẫm về câu trả lời. Nếu bạn không thấy câu trả lời sau 3 hoặc 4 phút, hãy tiếp tục công việc bình thường của bạn. Nếu ý nghĩ về vấn đề xuất hiện trong đầu bạn, chỉ cần nói với chính mình: tôi đã chuyển yêu cầu của mình và trí tuệ vô hạn đang xử lý nó. Bạn sẽ khám phá ra rằng với thái độ của tâm trí này, câu trả lời sẽ đến rõ ràng trong tâm trí bạn. Có lẽ nó sẽ đến khi bạn tham gia vào một số công việc hoặc khi bạn bận tâm đến một điều gì đó khác, nhưng nó sẽ đến vào một thời điểm mà bạn không mong đợi nhất và cũng theo cách mà bạn không biết. Nhà ngoại cảm và thiên tài sáng tạo. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc, nhà hiền triết, nhà tiên tri, nhạc sĩ, triết gia và các nghệ sĩ, nhà thơ lỗi lạc đã làm chứng rằng những khám phá, kiệt tác, âm nhạc và phát minh của họ được khởi xướng và hướng dẫn bởi trực giác, cảm hứng thiêng liêng hoặc những tia sáng bất ngờ. Do đó, nhiều kiệt tác sáng tạo nhất của thế giới từ trí óc cũng như giải pháp cho vô số vấn đề hàng ngày đã đạt được nhờ kiến thức và sự tự tin vào sức mạnh của tiềm thức. Nhà ngoại cảm có thể hóa giải cái gọi là lời nguyền. Tôi đã ăn tối với một người bạn cũ của tôi tại Sun ở Las Vegas, một khách sạn xinh đẹp khác. Bạn tôi đưa ra một câu hỏi cũ nhưng thú vị về cái chết của các vị tổng thống ở đất nước chúng ta 20 năm một lần. Nhiều người trong số các bạn sẽ nhớ lại nhiều dự đoán và tuyên bố dọc theo những dòng này trong thời gian cầm quyền của các tổng thống như là Harding, Franklin Roosevelt và Kennedy. Dự đoán này được cố tổng thống Kennedy chú ý. Người ta nói rằng Kennedy nhận xét là ông sẽ bác bỏ nó. Bạn tôi kể ra sự thật rằng bắt đầu từ thời tổng thống Harrison vào năm 1840, mọi tổng thống được bầu cứ sau 20 năm đều gặp phải cái chết oan uổng. Người bạn đồng hành trong bữa tối của tôi đưa ra lời giải thích rằng tổng thống Van Buren quá tức giận vì thất bại trong cuộc bầu cử lại năm 1840 và năm 1848, đến nỗi ông ấy đã đặt lời nguyền lên người đứng đầu chính phủ cho mọi thế hệ, có lẽ là 20 năm một lần. Một lời giải thích cho hiện tượng này là khá đơn giản. Có thể đúng là cố tổng thống Van Buren đã thốt ra lời nguyền rủa hoặc ác ý, nhưng cũng đúng khi tất cả chúng ta đều nằm trong tâm trí số đông, tâm trí đại chúng hay còn gọi là quy luật trung bình. Tâm trí số đông này chủ yếu là tiêu cực và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nó thường tin vào bất hạnh, hỗn loạn, khốn cùng và đau khổ. Nó cũng có thể đầy căm ghét, ghen tị, đố kỵ và thù địch. Tuy nhiên trong đó cũng có cái hay, vì hàng triệu người trên thế giới cũng đang cầu nguyện cho hòa bình, hòa hợp và hành động đúng đắn, thiêng liêng. Nhưng họ vẫn chỉ là thiểu số, trừ khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Còn nếu không thì chúng ta có thể trở thành nạn nhân của tâm trí số đông này với những tác động mạnh mẽ và trực tiếp của cảnh quan, âm thanh, nỗi sợ hãi hoặc những khái niệm lặt vặt về điều xấu xa. Những bi kịch này không nhất thiết phải xảy ra. Không có số phận nào không thể thay đổi. Không có gì có thể xảy ra với con người
trừ khi sự tương đương về mặt tinh thần ở bên trong anh ta. Phải có một tinh thần nhân hậu hoặc nỗi sợ hãi tiềm thức chiếm ưu thế, thu hút nó. Không có gì xảy ra ngoại trừ thông qua ý thức. Ý thức của chúng ta là những gì chúng ta có ý thức và tiềm thức biết điều đó, tin tưởng và chấp nhận là đúng. Kinh Thánh chép rằng, ví bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Sách Răng chương 6 mục 44 từ Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là không có bất kỳ sự biểu lộ hay trải nghiệm nào đến với bất kỳ người nào trừ khi cha chính là quyền năng sáng tạo, cụ thể là suy nghĩ và cảm giác của chính bạn. Cha của mọi trải nghiệm của bạn, hãy chấp nhận nó. Chúng ta có thể không biết những gì nằm trong tiềm thức của mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi nó thông qua cách cầu nguyện khoa học. Dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sách Thi Thiên chương 23 mục 4. Còn Thi Thiên thứ 91 thì như sau: người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiều mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Các vị tổng thống gặp những cái chết vì lời nguyền có thể đã ngăn chặn được thảm kịch nếu gạt bỏ niềm tin vào khối óc của quần chúng và thường xuyên nhắc lại những chân lý tuyệt vời của Thi Thiên vĩ đại về sự bảo vệ, Thi Thiên thứ 91, và cũng là Thi Thiên về sự hướng dẫn và hành động đúng đắn, đó là Thi Thiên thứ 23. Bằng cách khẳng định những chân lý vĩ đại này, bạn xây dựng khả năng miễn nhiễm đối với mọi tác hại. Hơn nữa, bạn xây dựng các kháng thể tâm linh trong tiềm thức của mình, thứ vô hiệu hóa niềm tin và sự mê tín của hàng triệu người, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Sách Thi Thiên chương 91 mục 10. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Câu trả lời cho tất cả những điều không chính xác, ác tâm, niềm tin và tâm trí số đông, nỗi sợ hãi và những tiên đoán xấu xa về các vụ ám sát, cái chết, vân vân, là hãy tiếp tục cầu nguyện bằng cách lấp đầy tiềm thức của bạn một cách thường xuyên và có hệ thống bằng các mô hình mang lại sự sống. Do đó, đã vô hiệu hóa, xóa bỏ và loại bỏ khỏi tiềm thức của bạn tất cả các mô hình tiêu cực và sợ hãi tồn tại trong đó. Cầu nguyện cho sự bảo vệ. 3 hoặc 4 lần một ngày, mỗi lần trong vài phút, hãy ngồi yên và khẳng định: tôi được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu Đức Chúa Trời. Toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Thần chú tình yêu của Đức Chúa Trời dõi theo tôi
và tôi được miễn nhiễm bởi đấng toàn năng hằng sống và được Đức Chúa Trời che chở. Lời cầu nguyện này cùng với thi thiên vĩ đại về sự bảo vệ sẽ cho phép bạn đi ra ngoài với đức tin và sự tự tin và được liên kết với đấng vô hạn. Không có điều ác nào xảy đến với bạn hoặc bất kỳ bệnh dịch nào đến gần nơi ở của bạn. Bạn sẽ thấy mình ở trong vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu Đức Chúa Trời, nơi bạn sẽ bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại và không thể bị tổn hại trước mọi tác động. Lời giải thích này đã làm hài lòng bạn tôi. Ông nhận ra rằng các ấn phẩm, câu chuyện trên báo và các nhà bình luận dự đoán cái chết của các tổng thống cứ sau 20 năm khiến quần chúng sợ hãi và tin vào những dự đoán này. Bản thân điều này là một sức mạnh tiêu cực đáng sợ đang tác động và bão hòa tâm trí của hàng triệu người, và theo như họ tin thì nó đã gây ra cho họ. Tuy nhiên, một vị tổng thống có đầu óc tâm linh, người biết quy luật của cuộc sống, hoàn toàn có thể hóa giải tất cả những lời nguyền thảm khốc này bằng cách tiếp tục cầu nguyện. Ông ta thực sự có thể cười vào tất cả những điều mê tín và những dự báo u ám này, vì ông ấy biết rằng theo đức tin của mình, ông sẽ đạt được kết quả tích cực. Cô ấy đã học cách sử dụng kinh dịch. Trong số những tác phẩm kinh điển của phương Đông, không có tác phẩm nào bổ ích hơn cuốn Kinh dịch 5.000 năm tuổi. Giáo sư quá cố Kanjang đã viết lời tựa cho một bản dịch của Richard Wyndham. Trong đó ông nói rằng ông đã sử dụng nó trong khoảng 1/4 thế kỷ và rất ngạc nhiên bởi độ chính xác kỳ lạ của nó. Kinh dịch là một cuốn sách của trí tuệ, và khi bạn hỏi nó một câu hỏi, các cơ quan tâm linh trong tiềm thức của bạn sẽ trả lời bằng câu trả lời dưới dạng quẻ. Phương pháp phổ biến nhất được biết đến với cái tên tiên đoán đó là gieo tiền xu. Bạn gieo 3 đồng xu tổng cộng 6 lần, ghi lại đầu hoặc đuôi, sấp hoặc ngửa, chẵn hoặc lẻ, vân vân, tùy theo quy định của chúng ta cho mỗi lần gieo, và kết quả cho bạn một quẻ tiết lộ câu trả lời. Một người đàn ông đã đến thăm tôi ở đây trong khách sạn, chúng tôi hãy gọi anh ta là tiến sĩ Gary, và hỏi tôi liệu tôi có bình luận về câu trả lời mà anh ta nhận được từ cuốn bí mật kinh dịch hay không. Anh ta đã dự tính đầu tư 100.000 đô la vào một việc có vẻ là một sự mạo hiểm sinh lợi, nhưng quẻ anh ta nhận được là quẻ số 33, thiên sơn độn, tức là rút lui, mưu sự bất thành. Tôi đề nghị với anh ta rằng sự khôn ngoan trong tiềm thức của anh ta tìm cách bảo vệ anh ta bằng mọi cách, và anh ta nên rút lui, điều mà anh ta sau đó đã làm. Anh ấy vừa gọi cho tôi vào tối nay nói rằng luật sư của anh ấy vào phút cuối đã tìm ra thứ mà anh ấy gọi là điều gì đó mờ ám. Việc sử dụng bí mật kinh dịch đã giúp anh ấy tiết kiệm được 100.000 đô la. Khi trả lời câu hỏi của anh ta, bí mật của kinh dịch đã trả lời kèm theo một câu hỏi cá nhân khác mà anh ta chưa kịp hỏi. Khi sử dụng cuốn sách kinh dịch do Wyndham Bennett dịch hoặc cuốn bí mật kinh dịch của tôi là một bài luận giải về sách trí tuệ lâu đời, bạn sẽ thấy rằng kinh dịch có một khả năng phi thường để giải đáp những câu hỏi chưa được giải đáp trong tiềm thức ngoài những câu hỏi cụ thể của bạn, đồng thời tiết lộ câu trả lời và cách xử lý cụ thể. Năng lực ngoại cảm và chăm sóc con bò. Trong khi thảo luận về bí mật kinh dịch với một cô gái trẻ, người đã nói rằng một người đàn ông trẻ đã gây sức ép để buộc cô ấy phải kết hôn với anh ta. Kinh dịch đã cho cô câu trả lời bằng quẻ số 30 là quẻ thuần ly, tức là phát phúc sinh tài. Quẻ này tượng trưng cho sự kiên cường, trung thủy và ngọn lửa. Và nó cũng cho rằng việc chăm sóc con bò mang lại may mắn. Con bò trong biểu tượng cổ đại có nghĩa là tâm trí tiềm thức. Trên thực tế, cô ấy đang bám vào một mối hận thù sâu sắc và thù địch với người chồng cũ. Ngọn lửa hận thù đang bùng lên trong tiềm thức của cô. Giờ đây, người đàn ông mà cô đã tính đến chuyện kết hôn theo lời kể của chính cô là một kẻ nghiện rượu và ma túy. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy nên chăm sóc con bò, và cô ấy đã bị chất độc tinh thần đeo bám trong tiềm thức của mình. Đó là lý do tại sao cô ấy thu hút người đàn ông bệnh hoạn này. Một cách vô thức, cô ấy đang tìm kiếm sự trừng phạt. Cô quyết định cắt đứt mối quan hệ với người nghiện rượu và chăm sóc con bò, tức là tiềm thức của cô, và xóa bỏ mọi sự tiêu cực, cay đắng ẩn chứa trong cô. Cô quyết định tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực phá hoại, và cô đã giải thoát cho người chồng cũ của mình bằng cách chân thành cầu chúc cho anh ta
mọi phước lành trong cuộc sống. Và cô biết rằng không thể cầu nguyện và chúc phúc cho người khác và đồng thời nuôi dưỡng lòng oán hận. Tôi giải thích rõ ràng với cô ấy rằng cô ấy sẽ biết khi nào cô ấy thực sự buông bỏ và tha thứ cho chồng cũ thì cô ấy có thể nghĩ đến anh ấy và không còn nóng nảy hay oán giận nữa. Cội rễ của hận thù và oán hận sẽ hoàn toàn bị khô héo hay chết đi bởi tình yêu Thiên Chúa. Người phụ nữ này hiện đã được tự do. Cô đã làm theo lời khuyên của kinh dịch và chăm sóc con bò của mình, tức là tiềm thức. Đã một tháng kể từ khi tôi rời Las Vegas và cô ấy vừa viết thư cho tôi nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với một giáo sư. Hãy để năng lực ngoại cảm tạo nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Những điểm cần nhớ. 1. Tiềm thức của bạn có thể cung cấp cho bạn những ý tưởng sáng tạo mới tuyệt vời khi bạn học cách khai thác nó một cách khôn ngoan. Tiềm thức của bạn là một với tâm trí chủ quan phổ quát và đồng điệu với trí tuệ và sức mạnh của vô hạn. 2. Bạn khai thác tâm trí tiềm thức của mình bằng cách tĩnh lặng tâm trí, thư giãn và buông bỏ, sau đó chuyển yêu cầu của bạn đến tâm trí tiềm thức của bạn, biết rằng câu trả lời sẽ đến theo thứ tự linh thiêng. 3. Một người đàn ông giành được $50,000 ở Las Vegas đã sử dụng kỹ năng sau để tìm câu trả lời từ tiềm thức của mình. Anh ta nhắm mắt lại, thả lỏng người trên giường và rơi vào trạng thái buồn ngủ uể oải. Sau đó, anh ấy nói với tiềm thức của mình như sau: hãy tiết lộ cho tôi những con số để chơi vào ngày mai. Kết quả của việc thực hành này, hàng năm trong kỳ nghỉ của mình, anh ấy đến thăm Las Vegas và thường trở về với số tiền thắng lớn. 4. Một giáo viên băn khoăn có nên chấp nhận một vị trí được đề nghị ở một trạng thái khác đã hỏi tiềm thức của cô ấy trước khi ngủ để tiết lộ câu trả lời cho cô ấy hay không. Vào buổi sáng, khi thức dậy, câu trả lời đến như tiếng nói bên trong của trực giác: không. Câu trả lời này hoàn toàn trùng khớp với sự hiểu biết thầm lặng bên trong của tâm hồn cô và làm cô hài lòng về mọi mặt. 5. Khi bạn chuyển một yêu cầu vào tiềm thức của mình, bạn phải làm như vậy với sự tự tin và niềm tin rằng câu trả lời sẽ đến. Chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời thích hợp. Khi bạn năng động và bận rộn trong ngày và bạn tìm kiếm câu trả lời cho một quyết định quan trọng, hãy đến một nơi nào đó, nơi bạn có thể yên tĩnh và đọc một bài thi thiên, chẳng hạn như bài thi thiên 23, giúp yên tĩnh và thư giãn toàn bộ con người bạn. Sau đó, tập trung sự chú ý của bạn vào giải pháp hoặc câu trả lời. Nếu không có câu trả lời sau 3 hoặc 4 phút, hãy bỏ qua và tiếp tục về công việc thường nhật của bạn. Câu trả lời sẽ đến khi bạn bận tâm đến điều gì đó khác hoặc hoàn toàn không nghĩ về nó. 6. Các nhà thơ, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhạc sĩ, nhà tiên tri và nhà hiền triết đã nhận được nguồn cảm hứng, ý tưởng mới, phát minh và khám phá kỳ diệu bằng cách khai thác tâm trí tiềm thức của họ. 7. Tiềm thức của quần chúng về cái chết của một tổng thống 20 năm một lần được cho là dựa trên lời nguyền do tổng thống Van Buren áp đặt, có thể bị một tổng thống có tâm hồn hóa giải hoàn toàn. Tất cả những gì ông ta phải làm là làm cho tiềm thức của mình thấm nhuần những chân lý vĩnh cửu của Chúa. Những sự thật này sẽ hóa giải và loại bỏ khỏi tâm trí tiềm thức của ông ấy tất cả những nỗi sợ hãi, mê tín và những dự đoán tiêu cực của tâm trí đại chúng. Ví dụ, bất kỳ vị tổng thống nào lấp đầy tiềm thức của mình bằng những mô thức ban tặng sự sống của thi thiên thứ 91, thi thiên vĩ đại về sự bảo vệ, sẽ xây dựng khả năng miễn nhiễm với tất cả những niềm tin sai lầm và những dự báo thảm khốc của tâm trí quần chúng. 8. Một cách tuyệt vời để phát triển khả năng miễn nhiễm trước mọi tổn hại là khẳng định một cách cảm tính, có chủ ý và tin tưởng lời cầu nguyện sau đây. Tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu Đức Chúa Trời. Toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Tôi được miễn nhiễm với đấng toàn năng thần sống và tôi say mê Đức Chúa Trời. 8. Giáo sư Can Giang nói rằng ông đã sử dụng kinh dịch trong khoảng 1/4 thế kỷ và vô cùng ngạc nhiên bởi độ chính xác kỳ lạ của nó. Một tiến sĩ tên là Gary nói với tôi rằng khi hỏi bí mật kinh dịch một câu hỏi, anh ta nhận được câu trả lời là rút lui. Anh ta sắp đầu tư $100,000 vào một dự án kinh doanh mới. Thay vào đó, anh ta đã rút lui. Luật sư của anh ta nói với anh ta rằng anh ta đã tiết kiệm được $100,000. 10. Khi đặt câu hỏi về bí mật kinh dịch,
là phần luận giải kinh dịch đưa ra ý nghĩa kinh thánh và tâm linh của các quẻ trong ngôn ngữ hàng ngày. Bạn sẽ thấy rằng nó sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời cho những câu hỏi chưa được giải đáp ngoài trả lời câu hỏi cụ thể của bạn. 11. Một thanh niên, một người nghiện rượu đang ép một cô gái trẻ phải kết hôn với anh ta. Cô nhận được câu trả lời từ bí mật kinh dịch quẻ số 30, chỉ cho cô chăm sóc con bò. Con bò là biểu tượng của tiềm thức, là nguồn nuôi dưỡng và bảo vệ. Cô thừa nhận rằng cô đầy hận thù và oán hận người chồng cũ. Những chất độc tinh thần này đã nằm trong tiềm thức của cô. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã khiến cô ấy thu hút gã nghiện rượu và ma túy này. Cô ấy đã phá vỡ hôn ước ngay lập tức. Sau đó, cô có thể buông bỏ người chồng cũ của mình cho vô hạn và bắt đầu cầu chúc cho anh ta tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Đã 4 tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp cô ấy, bây giờ cô ấy sắp kết hôn với một giáo sư đại học. Năng lực ngoại cảm đã làm việc kỳ diệu cho cô ấy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 17, cách thức năng lực ngoại cảm có thể khơi dậy trong tiềm thức bạn những nguồn năng lượng mới. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18,